Mùng 1 Tết Quý Mão, hân hoan vui xuân mới, sáu con giáp này càng vui gấp bội khi may mắn ngập tràn. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới vừa tới, chúng tôi xin chúc quý vị rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, gia trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc. Quý vị thân mến, chỉ cần bước sang rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Bước sang ngày 1, mọi sự cố gắng, nỗ lực trong quá khứ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây sẽ là ngày mà các bạn tận hưởng trái ngọt, bạn trở nên hoạt bát hơn mọi ngày, khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm, khiến bạn trở thành trung tâm của cuộc vui, may mắn không để đâu cho hết. Và đó là các con giáp Tý, Sửu, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận lộc năm mới nhé. Tuổi Tý, xem tử vi ngày Tết Nguyên Đán mùng 1 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Tý gặp được tam hợp cục nên hôm nay tâm trạng của bạn khá hân hoan và vui vẻ. Bạn trở nên hoạt bát hơn mọi ngày, khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm, khiến bạn trở thành trung tâm mọi cuộc vui. Lại có cát tinh chiếu đến nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ ràng. Bên cạnh khoản tiền thưởng từ trước đó, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền mừng tuổi, tiền chúc Tết của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn không nên quá sa đà vào các trò đỏ đen kẻo khiến tài khí bị hao tổn. Ngũ hành tương sinh, con giáp này cũng tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình. Bạn và người ấy cùng chia sẻ mọi việc với nhau, bao gồm cả kế hoạch đón Tết, nên không khí gia đình luôn đầm ấm và yên vui. Cát khí trong hôm nay còn giúp bạn có suy nghĩ tích cực nên mang lại nhiều may mắn cho những người xung quanh mình. Việc này giúp tinh thần của bạn được thoải mái, nhận được nhiều tình yêu của mọi người hơn. Những hiềm khích bấy lâu nay cũng được xóa bỏ. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu, người tuổi Sửu có thể đón nhận lộc đầu năm từ quý nhân phương xa, nhờ vậy mà vận may của bạn được cải thiện, muốn gì được nấy, gia đạo bình an và hạnh phúc. Đầu xuân mà đã có những tín hiệu tích cực như vậy, hứa hẹn cả năm sẽ rất hanh thông. Tinh thần phấn chấn cũng giúp bản mệnh thoải mái chia sẻ và ăn nói duyên dáng hơn. Việc này gây ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Sức hấp dẫn này đem tới nhiều cơ hội làm ăn, chia sẻ. Hôm nay cũng là thời gian để ở bên gia đình, anh em, họ hàng. Bạn nên thăm hỏi mọi người nhiều hơn, đây là ngày mà bạn nên quan tâm nhiều đến những người xung quanh, thậm chí hy sinh một chút sở thích cá nhân để hướng tới mọi người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, tử vi 12 con giáp về ngày mùng 1 Tết Quý Mão cho thấy, những nỗi mệt nhọc đã qua đi, người tuổi Ngọ không còn phải gánh chịu nhiều vướng bận. Điều này giúp bạn có thể thoải mái vui Tết mà không cần lo nghĩ nhiều. Chuyện tiền bạc trong ngày mùng 1 cũng thất thoát nhưng không đáng kể, chủ yếu là chi cho các khoản mừng tuổi, lì xì mọi người. Đây cũng là khoản chi tiêu nằm trong dự tính nên bạn không quá lấn cấn, còn rất vui vẻ móc hầu bao và dành tặng những lời chúc tới mọi người. Có điều ngày hôm nay vấn đề dạ dày của bạn có thể sẽ bùng phát nên tốt nhất là hãy điều chỉnh khoa học nhịp độ sinh hoạt, đừng vì đang nghỉ mà sinh hoạt vô độ, đảo lộn đồng hồ sinh học của cơ thể, đặc biệt là phải chú ý vấn đề ăn uống của mình nhé, tránh để Tết nhất mà mệt mỏi sẽ mất vui. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, hôm nay sẽ là một ngày thảnh thơi và an lành với người tuổi Thân nhờ cục diện bán hợp che chở. Bạn có thể yên tâm tận hưởng Tết bên gia đình, không bị những hối hả của cuộc sống vây quanh. Tinh thần vô cùng thoải mái cũng giúp bạn trao đổi cởi mở hơn với mọi người và có thể nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Bản thân tuổi này cũng luôn chủ động khuấy động bầu không khí, mang tới nhiều tiếng cười ở mỗi nơi bạn xuất hiện. Chính sự duyên dáng sẽ giúp bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến ngày xuân của bạn thêm vui và còn có thể giúp ích cho sự phát triển tương lai nữa.
Nếu có ý định xuất hành trong hôm nay, bạn nên xuất hành theo những hướng tốt để cả năm gặt hái được nhiều may mắn. Nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, nhờ có lục hợp nâng đỡ, mùng 1 Tết của người tuổi Dậu hứa hẹn là một ngày đầu xuân năm mới thuận lợi, hài lòng và hứa hẹn nhiều điều may mắn, tốt lành ghé thăm. Trong các mối quan hệ xung quanh, bạn có khá nhiều cơ hội may mắn trong việc gặp gỡ và kết giao bạn bè, khiến không khí vui vẻ hơn. Ngày này, chuyện tình cảm của bạn diễn ra tốt đẹp, bạn nhận được sự quan tâm và chia sẻ nhiều hơn từ người ấy. Không khí gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, khiến bạn càng thêm trân trọng, hạnh phúc hiện tại của mình. Những người độc thân vẫn đang hy vọng nửa kia hoàn hảo, nhưng bản thân còn khá dè chừng với những người xung quanh. Bạn nên mạnh dạn hơn và trao cho đối phương cơ hội để cả hai có thể thấu hiểu lẫn nhau. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, xem tử vi ngày 1 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Hợi có thể nhận được nhiều tin vui trong ngày mùng 1. Bạn dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu nhưng vẫn không quên nhiệm vụ kiếm tiền, mở màn cho đầu xuân năm mới. Người làm kinh doanh có thể nhận được khoản lợi nhuận không nhỏ ngay từ trong hôm nay. Về nhân duyên của người tuổi này vô cùng tốt trong hôm nay nên tinh thần của bạn khá hăng hái. Những người độc thân ăn vận đẹp dễ thu hút. Những người độc thân ăn vận đẹp dễ thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn. Những người lập gia đình có một ngày đầm ấm với đầy đủ các thành viên trong nhà. Cả năm bận rộn chỉ có dịp Tết là các thành viên quây quần với nhau. Bạn cảm thấy rất trân trọng những giờ phút như thế này. Nếu có ý định xuất hành trong hôm nay, bạn nên xuất hành theo những hướng tốt để cả năm gặt hái được nhiều may mắn. Nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Kỷ Mão tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Bạch Lạp Kim, ngày này thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thì lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tất, kỵ tuổi Giáp Tuất và Mậu Tuất. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.